Lan Dương Chu Thảo xin kính chào tất cả các anh chị và các bạn yêu Hoa Phong Lan ở trên mọi miền Tổ quốc ạ. Ngày hôm nay là buổi sáng ngày 12 tháng 12 2018 ạ. Hôm nay thì em có một số mặt hàng em vừa mới về và em sẽ giao lưu và giới thiệu đến cả nhà luôn ạ. Cô chú anh chị mua hàng vui lòng nhắn tin hoặc gọi điện cho em Thảo theo số điện thoại 0965495087 hoặc là số điện thoại Vina là 0848626228 ạ. Hiện nay ở trên Lạng Sơn của em nhiệt độ rất là thấp ạ. Chỉ khoảng 6 cho đến 7 độ thôi ạ, rất là lạnh luôn. Và đầu tiên em xin giao lưu với cả nhà đây ạ. Đây chính là sơn thủy tiên, hàng rất là nhiều thân tơ đấy ạ. Nếu mà tính ra thì khoảng từ 80 đến 90% là thân tơ đấy ạ. Rất là đẹp luôn. Em bán ngày hôm nay bán giảm giá cho đi hết luôn, chỉ còn 200.000 một cân ạ. Đây chính là mặt bông của sơn thủy tiên đấy ạ. Đây này. Đó. 200.000 một cân. Và tiếp theo đây chính là hoàng phi hạc này. Đây cả nhà có nhìn mặt bông này. Đây là đùi gà đây. Đây là hoàng phi hạc này. Hoàng phi hạc ngày hôm nay em bán giảm giá còn 100.000 một cân ạ. 100.000 một cân nhá. Hàng nó vẫn rất là đẹp ạ. Và cái dòng hoàng thảo này thì đang trong quá trình là rụng lá vì mùa đông rất là lạnh ạ. Và tiếp theo là đây chính là hoàng lạp này. Đây ạ. Hoàng lạp em bán giao lưu với cả nhà, hàng đẹp rất là tươi, vừa mới về luôn đấy ạ. Em bán giao lưu với cả nhà giá là 150.000 một cân. Đấy, 150.000 một cân hoàng lạp nhé. Đây chính là kim điệp xuân đấy ạ, hoa nở vào mùa xuân này. Đó, hoa nở vào mùa xuân, nếu mà cô chú anh chị nào dưới miền Nam ấy, thời tiết ấm thì có nên nở vào Tết luôn đấy ạ. Kim điệp xuân ngày hôm nay em bán giảm giá còn 150.000 một cân đấy ạ. 150.000 một cân cân kim điệp xuân nhá, hoa của nó đấy ạ. Và tiếp theo đây chính là hạc vĩ thiên cung đây ạ. Hạc vĩ thiên cung gia đình em ngày hôm nay chỉ còn có số lượng là 10 cân, em bán ngày hôm nay giảm giá là 270.000 một cân ạ. 270.000 một cân nhé cả nhà nhé. Và tiếp theo đây là một cái dòng hoa đang rất là hot và cũng đang rất là được ưa chuộng ở trên thị trường hoa lan, và gia đình em thì về bao nhiêu là hết bằng đấy đấy ạ. Đây chính là mặt bông của nó đấy ạ. Đấy. Đây này. Rất đẹp đúng không ạ? Xinh quá. Đây. Đó. Em bán số bán là 300.000 một cân nhé cả nhà nhé. Và tiếp theo đây chính là kiều dệt này. Đây ạ. Đó. Rất là xinh đúng không ạ? Về kiều dệt ngày hôm nay em bán số lượng còn có khoảng tầm 5 cân thôi, em bán 680.000 này. Kiều dệt nhé. Đây ạ. Đây chính là mặt bông của chuỗi ngọc đấy ạ. Đây. Đây này. Đó. Chuỗi ngọc thì có cái vẻ đẹp rất là tự nhiên và màu sắc và hình thức rất là đa dạng đúng không ạ? Và được rất là nhiều người ưa chuộng, và nó có thể là yêu thích bởi vì nó là biểu tượng của sự giàu có, hoàn mỹ về tình yêu đúng không ạ? Đây này, em có khoảng tầm 2-3 cân thôi, chỗ này không còn nhiều đâu ạ. Đấy. 2-3 cân thôi nhá, em bán là 180.000 một cân, ngày hôm nay bán giảm giá luôn. Hàng rất tươi đấy ạ. Đó. Và tiếp theo đây chính là ngọc thạch đấy ạ. Ngọc thạch 3 màu này. Đây cả nhà nhá, đây là mặt bông của nó đấy ạ. Đấy, ngọc thạch em bán giao lưu với cả nhà đấy ạ. Ngọc thạch này là ngọc thạch 3 màu, là em bán là 180.000 một cân. Và đây chính là ngọc thạch 2 màu đấy ạ. Đó. Ngọc thạch 2 màu em bán ngày hôm nay bán 170.000 một cân, ngọc thạch 2 màu đấy ạ. Hàng rất là tươi đấy ạ. Thân của nó là vàng mượt, vàng óng luôn đấy ạ. Và đây là hoàng thảo kiều vuông, hoa trắng họng vàng đấy ạ. Hoa trắng họng vàng đấy cả nhà ơi. Đấy, rất là xinh đúng không ạ? Em bán giao lưu với cả nhà giá ngày hôm nay là 200.000 một cân ạ. Trời lạnh quá. Nên là cô chú anh chị mua hoa của em mà ủng hộ em nhé. Để em còn sớm em chui vào trong chăn thôi, em lạnh lắm rồi. Và cô chú anh chị nào mà mua hàng thì chắc chắn là hãng mua nhé. Vì là lạnh như này mà em, gia đình em mà đóng hàng thì rất là cơ đấy ạ. Đó. Và đây là đùi gà đấy ạ. Hoàng thảo đùi gà tròn. Đấy. Đây. Em bán chỗ này cũng chắc khoảng tầm 5 cân thôi, không chắc không biết là bao nhiêu cân nữa. Em bán cái đùi gà này là 180.000 một cân. 180.000 một cân nhé cả nhà nhé. Đây là kiều vàng này cả nhà ơi, đây là kiều vàng ạ. Đấy. Kiều vàng xinh quá là xinh. Đấy, vậy rồng này. Đây ạ, kiều vàng này.
Đó. Kiều vàng này hàng rất là đẹp luôn đấy, em bán giao lưu với cả nhà là 180.000 một cân kiều vàng này. Còn kiều vàng hàng thanh lý, hàng bị mất nước ở trên này đấy, em bán giao lưu là 100.000 một cân này. Chỗ này nhá, có khoảng ít sơn thủy tiên nữa, chắc là khoảng tầm 5 cân thôi ạ. Đó. Đây là hoàng thảo vôi đấy ạ, hoa rất là xinh và cảm giác giống như một nàng công chúa ấy nhỉ. Rất là đẹp luôn, rất là mỏng manh luôn đấy ạ. Đây là hoàng thảo vôi của nhà em này. Thân của nó đấy ạ. Đấy. Đẹp quá, hoa nở vào mùa xuân nhé cả nhà nhá. Em bán 300.000 một cân ạ. Đây là hoàng thảo trầm vàng đấy ạ. Đây là trầm vàng này. Đấy. Trầm vàng hoa rất xinh đúng không ạ? Đây. Có rất nhiều thân tơ đấy ạ. Hàng trầm vàng này gia đình em bán ngày hôm nay là 320.000 một cân ạ. Đó, 320.000 một cân trầm vàng này. Đây là ý thảo đây ạ, ý thảo ba màu đây ạ, cả nhà có thể nhìn thấy này, mặt hoa rất là đẹp đúng không ạ? Có thể là nói là hơi giống với hoa của trúc mành nhỉ, hơi giống thật, xinh xinh. Nhưng nó mỗi hoa đẹp một kiểu đây ạ. Đây là cái thân của nó vốn dĩ là cái thân nó hơi trắng và hơi đen một chút nữa đây này. Đó. Em bán giao lưu với cả nhà giá là 200.000 một cân ạ. Đây là hoa của quế tím này, đấy. Nó cũng sổ rất là dài mà. À, về quế tím này thì cả nhà lưu ý cho em, đó chính là những cô chú anh chị nào mới tập chơi ấy, thì lưu ý cho em rằng là cái dòng quế tím này nó không phải là cái cây nó to tướng đâu nhá, nó chưa to đâu, cây nó chỉ nhớ nhớ chung chung như thế này thôi. Đã. Đó, bé thôi ạ, à, không phải cây to đâu nhá. Em bán ngày hôm nay bán cho đi hết luôn là 160.000 luôn ạ. Cho đi hết luôn đấy ạ. Đây là địa lan Mạc Xuân đấy ạ, hoa nở vào Tết này. Hoa của nó hơi đỏ, nó hơi đỏ hơi xanh nhá cả nhà nhé. Chưa, hiện tại em trông không có mắt hoa này. Mạc Xuân em bán 100.000 một cân ạ. Đây là mặt bông hoa trồn đấy ạ, tím trắng này, đấy ạ. Rất là xinh đúng không ạ? Lá của nó mảnh hơn dáng hương đuôi cáo này. Mảnh hơn dáng hương đuôi cáo nhá, và hoa lá của nó cũng dày hơn một chút này. Đẹp, hoa của nó rất là dài đấy ạ. Em bán ngày hôm nay chỗ này chắc khoảng tầm hơn 1 cân 2 cân gì đó đấy ạ. Cây cũng khá to đúng không ạ? Rất là to luôn đấy. Em bán là 200.000 một cân cho đi hết luôn ạ. Đây là những cái khóm trầm tím của gia đình em này. Đấy. Đây là chuẩn trầm tím rừng nhá cả nhà nhá. Không phải là hàng Myanmar đâu ạ, mà là chuẩn hàng rừng đấy ạ. Em có khoảng tầm hơn 1 cân. Tuy nhiên rằng là bây giờ em sẽ chia ra với rất nhiều cô chú anh chị muốn lấy đúng không ạ? Em sẽ chia ra này, mỗi chỗ này em sẽ bán là đấy ạ. Đấy, em sẽ chia ra nhé, cân lên rồi em chia ra gồm có mấy khóm thôi, 4 khóm này em bán là 200.000 một khóm. 200.000 một khóm nhá. Trầm tím không phải hàng Myanmar đâu nhá, đây hàng rừng ạ. Đấy, em không có nhiều đâu, em có khoảng hơn 1 cân nhưng mà cô chú anh chị cứ lấy lẻ tẻ, nên là hôm nay em sẽ phân ra thành từng khóm như này thì cô chú anh chị mua về thì chúng ta trồng cũng được ạ. Và đây là hoàng thảo Trần Tuấn này, mỗi khóm như thế này này. Đó, em vừa mới sắp ra. Mỗi khóm như thế này thì em sẽ bán là 180.000 luôn. Mỗi khóm như thế này 180.000 một khóm này. Hôm nay em có 5 khóm nhé, 180.000 một khóm hoa Trần Tuấn đấy ạ. Và tiếp theo đây chính là những cái hàng chậu cốc của em đấy ạ. Đầu tiên đây em xin giao lưu với mọi người, đây chính là 5 cánh trắng này. Đây ạ. Đấy, hàng gieo hạt tỷ lệ giống mẹ khoảng từ 70 đến 80% đấy ạ. Những cái cây rơi vào khoảng từ 4 cho đến 5 cm thôi. Rất là nhỏ nhắn, xinh xắn, dễ thương ạ. Đó, 70.000 một cốc, một thân, 80.000 một cốc, hai thân. Đó. Và tiếp theo đây ạ, ở đằng sau em còn rất nhiều cốc hồng ngọc nữa, nhưng mà trời rất là lạnh nên em không ra đằng sau nữa. Vì nhà hơi chật nên là em để ở đằng sau luôn đấy ạ. Đây là những cái cốc hồng ngọc thiên sứ đấy ạ. Hồng ngọc thiên sứ này em bán giao lưu với cả nhà đấy ạ. Đẹp, đây mặt bông của nó này. Tỷ lệ giống mẹ khoảng từ 70 đến 80% nhá. Đó. Đây ạ. Đó, rất là xinh đúng không ạ? Đây là những cái cốc trầm blue này. Đấy. Trầm blue đây. Cốc một thân em bán 85.000, cốc hai thân em bán 95.000 đấy ạ. Và bây giờ sẽ so sánh giữa cốc 5 cánh trắng và cốc trầm đây. Đấy, nhìn cái thân trầm nó rất to đúng không ạ? Nhỏ nhắn xinh xắn dễ thương. Đấy. Và đây là những cái chậu kiếm đấy ạ. Đấy. Kiếm vàng Đài Loan này. Đấy, hàng đột biến em bán giao lưu với cả nhà giá là 600.000 một chậu ạ. Cô chú anh chị nào mua số lượng càng nhiều thì em sẽ giá mềm hơn nhá. Đây là mặt bông của nó này. Đấy. Đây rồi.
Và đây là những cái chậu đùi gà trắng của gia đình em này. Đùi gà trắng em bán hàng đột biến này, hàng nở vào Tết dương lịch đấy ạ. Em bán giao lưu với cả nhà đây ạ. Đây chính là mặt bông của nó này. Trắng tinh luôn đúng không ạ? Em bán giao lưu với cả nhà giá là 320.000 một chậu, gồm có 3 đến 4 thân này. Đó, 3 đến 4 thân nhá cả nhà nhá. Cái chậu rất xinh luôn đấy ạ. Rất là đẹp luôn. Đây nữa này. Mập quá. Đây này. Đó. Và em có một ít hàng combo này. Số 1 là hoàng phi hạc này. Thứ 2 là long tu đá. Thứ 3 là hỏa hoàng cam. Thứ 4 là đùi gà. Thứ 5 là kiều vàng. Thứ 6 là hoàng lạp. Thứ 7 là ý thảo. Thứ 8 là ngọc thạch. Đấy. Em có cái combo này. Có những combo như này thì em bán giao lưu với cả nhà giá là 300.000 một combo, 300.000 nhá. Bài hàng nguyên bản em vừa mới lấy về và một số mặt hàng bó của quế nâu nữa. Thì đầu tiên em sẽ giao lưu với mọi người luôn ạ. Cô chú anh chị mua hàng vui lòng nhắn tin hoặc gọi điện cho em Thảo theo số điện thoại 0965 495 087 hoặc là số điện thoại Vina là 0848 626 228 nhá. Đầu tiên đây là hình đây ạ, Vanda hương chanh số 1 đây ạ. Đó. Đây, cái chỗ này em bán 450 này. Cả chỗ này luôn nhá. 450.000 này, hình số 1 này. Hình số 2 đây ạ, đây là một cái giò nguyên bản đây ạ. Đó, một cái giò không phải đây đúng rồi. Đây ạ. Đó. Gồm có rất là nhiều những cái đây là hàng xếp này. Có rất là nhiều khóm, đây có con dân người ta không cẩn thận làm gãy cái gọn này đi. Không sao hết. Vẫn đẹp ạ. Đây. Đó, rất xinh đúng không ạ? Em bán là 500.000 cái chỗ này. Cái giò này. Đấy. Xinh xinh. Xếp. Đây là xếp rụt đấy ạ. Và đây là số 3 này. Số 3 này em bán là 200 này. Đây là một cái khúc nguyên bản và gồm có một cây mẹ và ba cái cây con bé ra đây nữa này. Đó. Và hiện tại thì ở trên Lạng Sơn em chỉ có 7 độ thôi ạ. Trời rất là lạnh nên là các cô chú anh chị đi vào trong rừng lấy lan cũng rất là khổ. Và em hôm nay em đi vào trong bản thì em lấy được một vài cái giò nguyên bản. Và em có 4 cái phần quế nâu em bán là 180.000 một bó này. 180.000 một bó nhá. Một bó sẽ gồm như thế này. Dạ. Cái dòng này là cái dòng chơi cái dòng này là cái dòng chơi lá nhé cả nhà nhé. Cũng có hoa nhưng mà cô chú chị toàn nói rằng là cái dòng chơi lá bởi vì lá của nó rất là to và giá của nó rất là dài và cũng rất là xung xuê nữa. Đó, 180.000 ạ. Tiếp theo đây là một cái dề này. Cái dề này em bán là 550.000 ạ. Cái dề này rất là to luôn đấy ạ. Đó, cái dề của nó này. Để chúng ta mua cái gỗ hoặc là chúng ta đặt vào gỗ là có được rồi đấy ạ. Đây này. Đó, cái dề này rất là to luôn ạ. Đây là dề số 2 này, 550.000 này. Và đây là một cái dề khủng của em này. Đây ạ. Đây là một cái giò quế này rất là to luôn. Cái hàng dề nhá cả nhà nhá. Đó. Em bán là 1.1.000 cái dề to này. Dề này rất là nhiều thân luôn, không đếm được nữa đây này. Đấy, rất là đẹp luôn mà dân người ta đi lấy cái dề này phải cẩn thận lắm đấy ạ. Đó. Và đây là một cái khúc nguyên bản đấy ạ. Khúc nguyên bản này. Khúc nguyên bản này em bán là 500.000 một khúc này. Và đây là một cái nguyên bản của long nhãn hoa nở vào tháng 7 hoa màu vàng này. Đó, em bán là 280 cái dề này. Đã người ta cưa lấy cái khúc này là cái cây gỗ của nó to quá ấy. Người ta cưa lấy cái này này. Đấy. 280.000 thôi. Và hôm nay thì em vào thì em thấy có một ít hàng vẫy rồng nha của dân người ta treo lên hay là em hỏi về để em bán cho mọi người đây. Em bán 200.000 cái khúc này. Đây ạ. Khúc số 1 này em bán 200.000 này. Khúc số 2 này là 220.000. Đó. Nhà em ở ngay cạnh đường này nó hơi ồn một chút nhé cả nhà nhất. Lát nữa em vào trong nhà thì sẽ không ồn bằng đâu ạ. Và cái khúc này em bán 350 khúc to này. Đó. Và đây là một ít dáng hương đuôi cáo này, em sẽ giới thiệu lần lượt luôn nhé.
Số 1 đầu tiên nè, cái số 1 đây, hai cái cây này, bản lá này cũng khá là to này, dày và to nữa. Đấy, bản lá rất là cứng luôn đấy. Đó, rất là đẹp luôn. Đây ạ, hai cái cây này. Đó. Số 1 này em bán là 550.000 số 1 này. Đó. Đây này. Vừa mới bán vào cái móc vào đây để cho mọi người treo này. Đó. Số 2 này. Số 2 em bán 300.000 này. Mọi người nhìn thấy cái vòi hoa của cây này dài không ạ? Rất là dài được không ạ? Vòi hoa này rất là dài luôn đây. Em bán là 300.000 số 2 này. Có 4 cây. Đây ạ, số 2 này em bán này. 300.000 này. Tiếp theo là số 3 này, số 3 em bán với cả nhà là 180.000 này. Nhưng còn có 1 cây này. Số 4 là 230 này. Cũng là 1 cây và có 1 cây lăn lọng ở trên nữa này. Đó. Đó. Số 5 này, số 5 này 380, một cặp cáo tím này, là tím này. Đó. Và số 6 đây ạ, số 6 này em bán là đây ạ. Cái này còn có 3 cây rất là to luôn đấy ạ. Số 6 này em bán là 400 này. Đây ạ, số 6 nhá. Số 7 này, à số, xong có số 7 ta. Đây là số 8 này, số 8 đây này. Nhà các bạn nhìn thấy này. Em bán 600.000 này, cái dề này rất là xinh luôn đấy ạ. Số 9 này, số 9 gồm có đây. Số 9 em bán 350 này. Bản lá rất là cứng luôn, đây là xếp này. Đó. Và tiếp theo, và cô chú anh chị nào mua hàng vui lòng nhắn tin hoặc kết bạn với em Thảo theo số điện thoại 0965495087 hoặc là số điện thoại Vina là 0848626228 nhé. Em xin kính chào và hẹn gặp lại gia đình mình ở video tiếp theo ạ.